Harry Won con khăn bắt chồng hát rap, Trấn Thành đang mặt, thóc một câu, tiếng đạt biết rap anh không biết. Là cặp vợ chồng nổi bật nhất showbiz Việt, Trấn Thành và Harry Won liên tục chạy show và đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình khác nhau. Dù giọng của Harry Won vẫn chưa sỏi và Trấn Thành nói nhiều nhưng với nét duyên ngầm, cả hai nhận được sự tình cảm nồng nhiệt từ người hâm mộ. Mới đây, cặp đôi bất ngờ trở thành người cầm trịch game show giọng ca bí ẩn. Được biết đây là lần đầu tiên vợ chồng Ashin cùng đứng trên sân khấu để giao lưu, kết nối với khách, với khán giả. Với kinh nghiệm làm MC của nhiều chương trình như Nhanh Như Chớp, Siêu Bất Ngờ, Trấn Thành cho biết Harry Won rất nhiều cách tung mảnh miếng, nhiều lúc còn lấn lướt chồng. Ở game show này, Harry Won bất ngờ ra tay trị bệnh nói nhiều và không ít lần dập sắp mặt khi Trấn Thành lên tiếng. Mới mở màn giọng ca Anh Cứ Đi Đi tua một chàng và để lộ tật xấu mê chơi đẹp ngay trước mặt chồng, thậm chí còn khen chơi đẹp ngon. Quá bức xúc, vị danh hài ơn trời mặt dày, tôi thấy bà cũng ngon à và tuyên bố, bóng bay biết bay, còn cây búa này biết bay đó nha. Đặc biệt, khi được Thúy Vân, diễn viên gạo nếp gạo tẻ, chất vấn chuyện đập rap, Harry Won nhanh nhẩu tiết lộ ông xã có khả năng. Tuy nhiên, Trấn Thành thẳng thắn đáp trả, tiếng đạt biết, còn anh không biết nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.